Xin mến chào các cô các chú cùng các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Bản Long Đao. Tác giả Ưu Đàm Hoa. Truyện sẽ được update liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè, người thân cùng nghe truyện. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, mời mọi người cùng nghe chuyện. Hoàng hôn buông xuống, đã có thêm mười mấy người chết vì lòng tham. Họ đã uống đủ loại thuốc giải độc, nhưng đều không qua nổi đoạn đường hiểm ác. Chất độc này chỉ có ở vòng ngoài, vì lên trên chừng 200 trượng, chim chóc vẫn bay nhảy líu lo. Vô Hối thầm nghĩ, nếu ai có thể bế khí vượt qua quãng đường 200 trượng, sẽ lên được Phượng Hoàng Cung. Mọi người chán nản trở về chỗ trọ, hy vọng sau vài ngày, chất độc bị ánh thái dương làm nhạt bớt. Đêm ấy, bang chủ cái bang cũng ở trong thuyền với bọn chàng. Uyển Cơ xắn tay áo nấu mấy món thật ngon. Rượu được vài tuần, Hồ Lô Cái lo lắng nói. Hôm nay chưa thấy các tay đại cao thủ trong độc môn xuất hiện. Nếu ngày mai bọn họ đến đây và lên được đỉnh núi thì tai họa khó lường. Kiếm Si tán thành. Đúng vậy, Độc Tư Sinh và Độc Bí Nhân chắc đã nghe tin. Bản lãnh dục độc của họ kỳ tuyệt thiên hạ, chắc sẽ có cách giải chất độc trong rừng. Uyển Cơ góp lời. Bạch Mi Hội có một viên tị độc châu. Nếu ngày mai họ dù dám lên núi, thì đúng là bọn thuộc hạ đã đem bảo vật đến cho lão ta. Hồ Lô Cái ngỡ ngàng hỏi nàng. Tị độc châu là của lão quỷ sát nhân đại phu, sao lại lọt vào tay Bạch Mi Hội? Uyển Cơ mỉm cười đáp. Cố tiền bối đâu biết rằng lão sát nhân đại phu đã trở thành đại hộ pháp của Bạch Mi Hội. Hồ Lô Cái giật mình lầm bầm. 10 năm trước, Dụ Minh Chủ đã đánh bại lão, bắt phải thoái xuất giang hồ. Không ngờ lão lại giấu mặt gia nhập tà hội. Vô Hối cười nhạt. Tất cả những tay ma đầu trước đây bị họ Du thu phục, đều có mặt trong Bạch Mi Hội. Một số cao thủ khác bị lão dùng lời dụ dỗ, hay dùng thanh danh Minh Chủ mà mê hoặc, như Xà Ông và Kha Lão Ca đây chẳng hạn. Kiếm Si hổ thẹn kể. Lão Phu ẩn cư ở Thủy Tín gần Tín Dương, nhận được Minh Chủ lệnh bài của họ Du, nhờ chặn đường giết Hối Đệ và bắt Uyển Cơ về. Lão nói rằng Hối Đệ là tên dâm tặc tàn ác cần tiêu diệt. Hồ Lô Cái hỏi, thế họ Du có viết thư cho lão không? Không, lão chỉ cho đệ tử đến truyền khẩu lệnh. Hồ Lô Cái vỗ bàn, lão quỷ này biết người ngốc nghếch nên chẳng viết thư. Vì sợ để lại tàng chứng. Theo đúng quy củ võ lâm, thì ngoài lệnh phù, phải có thư yêu cầu. Sáng ra, Vô Hối điềm đạm bảo mọi người. Nếu Du Thanh Vân lên núi, thì tại hạ cũng sẽ theo lão. Mong chư vị cố gắng bảo vệ Uyển Cơ. Bạch Mi Hội sẽ chẳng tha cho nàng đâu. Kiếm Gì thất sắc. Người làm sao chống nổi chất độc kia? Chàng trấn an lão. Đêm qua tiểu đệ đã thử dùng phép quy tức trong thái âm khí công. Tự tin rằng có thể bế khí mà vượt qua quãng đường 200 trượng. Hồ Lô Cái tròn mắt kinh ngạc. Không ngờ thái âm tần công của tiên tôn lại lợi hại như vậy. Chàng quay sang dặn dò Lãnh Tầm Đào. Nếu vạn nhất ta có mạng vong, thì cũng không để Du Thanh Vân sống sót. Hai người cứ đưa phu nhân về thủy trại. Hài nhi trong bụng nàng sẽ là môn chủ đa môn. Uyển Cơ đỏ mặt. Nhưng nhớ đến cảnh tử biệt, đau lòng xa lệ. Lãnh Tâm Đao và Côn Linh cúi đầu nhận lệnh. Kiếm Si bùi ngùi nói. Hối Đệ yên tâm, ta sẽ về luôn tùy trại để bảo vệ cho tức muội và dạy dỗ hài nhi. Hồ Lô Cái thấy chàng khẳng khái đi vào chỗ chết. Lão xúc động hứa. Lão phù thể sẽ huy động đệ tử cái bang, điều tra chân tướng ngọ dù, vạch tội lão trước võ lâm, rửa oan cho lệnh tôn. Vô Hối cảm kích, nhưng chỉ nói một câu. Đa tạ tiền bối. Đầu giờ thìn, nắng xuân vừa lên,
thì Quần Hào đã có mặt. Dù Thành Vân có vẻ bồn chồn như đợi chờ ai. Nửa canh giờ sau, một kiếm sĩ mặc võ phục xanh, lưng áo thêu chữ Minh, tượng trưng cho lực lượng cận vệ Minh Chủ, chạy đến thì thầm, lén trao cho họ Du một gói nhỏ. Không ai chú ý, nhưng lại chẳng lọt qua đôi mắt của Hồ Lô Cái. Ông càng thêm tin tưởng rằng Du Minh Chủ chính là Bạch Mi Hội Chủ. 7 năm nay, bang hội thần bí này đã âm thầm khống chế võ lâm, giết người cướp của, hạ sát rất nhiều cao thủ thành danh. Các phái bạch đạo do Du Thanh Vân lãnh đạo đã hoàn toàn bất lực, không điều tra ra chân tướng tổ chức thần bí tàn ác này. Mỗi lần họ Du thống lãnh cao thủ đi điều tra, là Bạch Mi Hội là im tiếng không gây án nữa. Giờ đây, Hồ Lô Cái đã hiểu vì sao. Lão là người cương trực, ghét kẻ ác như thù, nên sinh lòng căm hận tên giả quân tử kia. Cuối giờ thìn, Độc Thư Sinh và Độc Mỹ Nhân đến nơi. Thư Sinh tuổi đã ngũ tuần, tên là Mạc Vô Tâm, mặt không râu, môi thâm đen, mắt dài nhỏ trông rất tàn ác. Ngược lại, Độc Mỹ Nhân lãnh như xương, tuổi mới chừng 26, xinh đẹp tuyệt trần. Nụ cười tươi tắn và ánh mắt mê hồn làm điên đảo lòng người. Nàng mặc bộ vóc phục màu hồng nhạt, bó sát thân hình nảy nở, yểu điệu bước đi trước hàng ngàn cặp mắt ngẩn ngơ của đám nam nhân. Họ chỉ thèm khát, chứ không dám liều mạng đến gần người đàn bà toàn thân đầy chất độc này. Mẫu thân nàng là Độc Nương Tử, có quen biết với các trưởng môn, nên nàng đến chào hỏi họ. Dung nhan của Huyền Cơ đã làm như xương ghen tị. Nàng vẫn tự hào về nhan sắc của mình. Này gặp vẻ đẹp náo nùng của Huyền Cơ, lòng vừa hâm mộ vừa ganh ghét. Ra mắt các trưởng bối xong, nàng quay sang tươi cười với địch thủ. Hiền muội xinh đẹp như tiên giáng trần, khiến lòng ta phải hổ thẹn, xin cho biết phương danh. Huyền Cơ thấy Vô Hối vẫn điềm nhiên nhìn lên đỉnh núi, dường như không thèm chú ý đến những đường cong khêu gợi của Độc Mỹ Nhân. Nàng yên lòng cười đáp: tiểu muội là Đông Môn Huyền Cơ, xin bái kiến lãnh tỷ tỷ. Độc Mỹ Nhân lần đầu bị nam nhân lãnh đạm với mình, nàng bực bội nhìn Vô Hối và bàng hoàng nhận ra dưới vẻ lạnh lùng băng giá là một gương mặt tuấn tú hiên ngang đầy nam tính. Thói đời, cái gì khó nắm bắt càng kích thích lòng ham muốn của con người. Nàng đem hết mị lực nở nụ cười mê hoặc: sao hiền muội không giới thiệu công tử đây cho tỷ tỷ biết luôn. Huyền Cơ mắng thầm con người lẳng lơ, nhưng cố giả vui: vị công tử này là chủ nhân của tiểu muội, người tên gọi Công Tôn Vô Hối. Độc Mỹ Nhân nghe nói Huyền Cơ chỉ là nô tỳ của chàng, lòng thoáng lên tia hy vọng, nhưng Độc Tư Sinh đã gọi: lãnh cô nương, đây là dịp để chúng ta so tài, mời cô nương cùng lão phu thượng sơn. Độc Mỹ Nhân vì thanh danh đành rời chỗ, cùng họ Mạc tiến vào rừng. Quân hùng hồi hộp chờ xem họ có chết vì chất kỳ độc hay không. Hơn nửa khắc sau, chim rừng ở đoạn sườn núi phía trên bay loạn lên, chứng tỏ hai người đã vượt qua độc lâm. Du Thanh Vân sang sảng nói: nếu để hai người này lấy được bí kíp của Phượng Hoàng Cung thì võ lâm sẽ nổi phong ba. Lão phu vì đại cục đành liều mạng vào theo, xin chư vị đừng loạn động. Dứt lời, lão lao vút vào trong rừng. Vô Hối chờ một lúc cũng phóng theo. Đến cửa rừng, chàng hít đầy dưỡng khí vô buồng phổi, rồi dùng phép quy tức đóng toàn bộ các huyệt đạo trong cơ thể. Giờ pho cuồng phong ma ảnh phi như cánh én, cố vượt qua đoạn đường 200 trượng. Khi nghe tiếng chim hót trên đầu, chàng mới dám đổi hơi, hú vang rền báo hiệu cho bọn kiếm sĩ biết. Huyền Cơ mừng đến ứa nước mắt. Lãnh Tâm Đao và Côn Linh cũng vậy. Họ thở phào nhẹ nhõm, lén lau dòng lệ vui sướng. Tổ phụ hai họ Bàng, Côn là bằng hữu thâm giao với Thiên Long Giao Công Tôn Cẩn, nên tình cảm của họ đối với Vô Hối cũng sâu đậm hơn những người khác. Có mấy cao thủ không nén nổi lòng tham, cho rừng hơi độc đã nhạt nên Du Thanh Vân mới qua được. Họ liều mạng tiến lên, rốt cuộc bỏ mạng giữa đường. Quần Hào chấn động, đành đứng yên chờ xem diễn biến. Vô Hối hú báo hiệu xong, lướt thẳng lên trên. Ba người kia đang ngẩn ngơ trước một vách đá đứng sừng sững, giật mình khi nhận ra chàng công tử mặt lạnh như tiền. Độc Mỹ Nhân tán dương: không ngờ công tử cũng là cao thủ độc môn, tiện thiếp xin bái phục.
Vô Hối không mở miệng, chỉ ở hữ, chỉ chú tâm quan sát chín khung cửa đá trên vách núi. Du Thanh Vân và Độc Thư Sinh nhìn chàng với vẻ đố kỵ. Họ Du trầm giọng bảo, chúng ta chỉ có 4 người, tự chọn lấy đường vào. Lão tung mình lên, chui vào khung cửa chính giữa. Độc Thư Sinh chọn cửa ngoài cùng mé tả. Độc Mỹ Nhân tủm tỉm cười, chờ Vô Hối chọn. Chàng nhảy đại vào cửa ngoài cùng mé hữu. Khi lọt vào hang, bóng tối làm chàng ngỡ ngàng nên dừng lại. Độc Mỹ Nhân lao theo đụng trúng chàng. Vô Hối cau mày hỏi, còn đến 6 cửa, sao cô nương lại đi theo tại hạ làm gì? Lãnh Như Sương thản nhiên, 9 cửa này bố trí theo cửu cung, chỉ có lối này là an toàn nhất. Lẽ nào công tử lại bắt thiếp phải chọn con đường nguy hiểm? Vô Hối cứng họng, lầm lũi tiến vào. Hang ngầm tăm tối đen như mực. Chàng lại không mang theo hỏa tập nên ngần ngại. Độc Bí Nhân cười khanh khách, công tử đúng là mới xuất đạo nên không có vật thiết thân. Nàng trao cho chàng chiếc hỏa tập võ bằng vàng, chạm trổ cầu kỳ. Đây là báu vật của tòa thần, có thể cháy được 1 canh giờ. Công tử cầm lấy mà soi đường. Vô Hối không còn cách nào khác, đành nhận lấy. Được chừng 10 trượng, trước mặt hai người xuất hiện 1 cánh cửa đá. Vô Hối thận trọng đứng cách ra nửa trượng, với một đạo trường cách không mở cửa. Cánh cửa mở rộng nhưng không hề có cạm bẫy gì. Vô Hối đang định bước vào thì Độc Mỹ Nhân đã ôm chàng tung ngược về phía sau, nằm dài trên nền đá. Hai bên vách hang, chỗ hai người đứng núp nấy, có hàng ngàn mũi độc châm bắn ra, chạm vào vách đá tóe lửa. Vô Hối ngượng ngùng rời vòng tay mềm mại của nàng mở lời. Sao cô nương lại cứu tại hạ làm gì? Loại bớt 1 kình địch chẳng phải tốt hơn hay sao? Như Sương đứng lên phủi bụi trên y phục của mình và cả của chàng, khúc khích cười. Phượng Hoàng tiên tử đã nói rằng loại tấn công này không thích hợp với nữ nhân. Tiện thiếp lấy làm gì? Chẳng qua vì hiếu kỳ nên vào xem thử đấy thôi. Nếu may mà tìm được thì thiếp sẵn lòng dâng tặng cho công tử. Dưới ánh hỏa tập, mắt nàng long lanh tỉnh tứ, lộ rõ vẻ thành thực. Vô Hối vốn có ác cảm với những mỹ nhân lẳng lơ nên lạnh lùng quay đi. Độc Mỹ Nhân vẫn thản nhiên theo sát chàng, nắm chặt tay áo bên tả. Vô Hối vì cảm ơn cứu tử nên chẳng nói gì. Qua khỏi cánh cửa đá là một thạch thất rộng rãi. Trên vách đối diện là 5 khung cửa ngầm. Như Sương tính toán một lúc bảo chàng, theo ý thiếp thì chúng ta nên đi vào đường chính giữa. Vô Hối không hiểu gì về kiến trúc nên nghe lời nàng. Hết đoạn đường 8 trượng là đến một hang động thiên nhiên. Trên nóc có những khe hở để ánh dương dọi xuống. Vô Hối bật hỏa tập, hít mấy hơi dưỡng khí trong lành. Chàng nghe thoang thoảng mùi thơm của nấm. Bỗng Vô Hối cảm thấy cơ thể hư nhược, tay chân mềm nhũn, hơi thở khó khăn. Chàng ngã vật xuống nền hang. Độc Mỹ Nhân kinh hãi thăm mạch, vạch mắt ra xem xét, thấy chàng sùi bọt mép. Nàng biết chàng đã trúng độc. Như Dương đã phát hiện mùi hương thơm, đảo mắt nhìn quanh, phát giác hàng ngàn cây nấm ngũ sắc to bằng nắm tay mọc đầy trên trần động. Nàng mau mắn lấy trong lưng ra một viên thuốc màu xanh nhạt. Vô Hối đã hoàn toàn hôn mê nên không thể nuốt được. Như Sương đỏ mặt, cúi xuống, vạch miệng chàng, dùng lưỡi mình cố đưa thuốc qua cổ họng chàng. Độc Mỹ Nhân dù bề ngoài lẳng lơ phóng đãng, nhưng vẫn còn là xử nữ. Lần đầu kể môi chạm lưỡi với nam nhân khiến nàng bối rối. Lát sau, Vô Hối tỉnh lại. Chàng hành công khôi phục chân khí, Như Sương tủm tỉm cười. Cũng may mà thiếp có đem theo mấy viên thanh độc đan nên mới cứu được công tử thoát khỏi chất độc của loại ngũ sắc đông cô này. Vô Hối nghe miệng mình còn đọng mùi son, biết nàng đã mớm thuốc cho mình, lòng bỗng rung động. Cái ơn 2 lần cứu mạng này đã khiến chàng mất hẳn thành kiến với Như Sương. Chàng mỉm cười, ơn cứu tử không thể báo đáp bằng lời, tại hạ xin tạc dạ ghi lòng. Nụ cười hiếm hoi đã xua tan vẻ băng giá, khôi phục hoàn toàn nét đẹp của Vô Hối. Như Sương xao xuyến nhìn chàng say đắm. Chỉ cần công tử luôn luôn tươi cười với thiếp là đủ rồi. Vẻ lạnh nhạt của chàng khiến thiếp rất tủi thân. Độc Mỹ Nhân này chưa hề để ý đến nam nhân nào trong thiên hạ, nào ngờ lại khổ lụy vì chàng.
Giọng nàng rất ai oán, khiến Vô Hối động lòng. Chàng chợt tức ngộ ra rằng dưới thân hình khêu gợi kia là một tâm hồn yếu đuối cô tịch. Cái danh độc mỹ nhân đã khiến nam nhân trên đời sợ hãi lánh xa. Vô Hối rất sợ nhưng lúc lòng mình mềm yếu. Chàng nói lảng qua chuyện khác. Trên vách thạch động này không có cửa, chúng ta biết đi đường nào? Giọng chàng hòa nhã, khác hẳn bình thường. Như Sương nghe lòng mắt dịu, cười bảo: Công tử đừng lo, thiếp có học qua khoa kiến trúc cơ quan, sẽ giúp chàng tìm cửa ngầm. Nàng chăm chú quan sát vách hang, dùng bước chân đo đạc kích thước ngang dọc. Cuối cùng, nàng dừng chân trước bức vách phía đông, ước lượng khoảng cách từ dưới nền hang lên, rồi rút châm đánh dấu một điểm, bảo chàng: Công tử dùng cách không trường lực đánh thật mạnh vào chỗ thiếp đã đánh dấu, sau đó phải lùi lại thật mau. Vô Hối nghe lời, đứng cách một trượng, vận toàn lực vẫy mạnh. Đạo trường kinh đập vỡ vách đá thành một lỗ tròn, đường kính bằng chiếc mâm. Chàng lộn người ra thật xa để tránh hàng vạn mũi độc châm xanh lè. Chờ bụi lắng xuống, hai người bò qua cửa động vào đến một cung điện nguy nga. Bảo thạch cẩn đầy tường, khiến khung cảnh thêm phần huyền ảo. Cuối đường là một chiếc ngai bằng ngọc xanh biếc, lưng dựa chạm trổ thành hình song phượng triều châu. Trên mặt ngai có một quyển sách mỏng và một hộp gỗ nhỏ đè lên. Vô Hối thổi bụi trên nắp, đọc được bốn chữ: Phượng Hoàng Huyết Đan. Chàng trao cho Như Sương xem, rồi cầm lấy quyển bí kíp. Sáu chữ: Kim Cương Huyết Ảnh Bí Phổ, gợi óc tò mò. Trang trong là khẩu quyết và đồ hình luyện công. Mấy trang sau chỉ dẫn các thế thức của pho huyết ảnh đại thức. Trang cuối cùng là ghi chú của tác giả: Kẻ hữu duyên, sau khi uống viên thuốc, hãy giao hợp với một trình nữ, sẽ có được 10 năm công lực và tấm thân bách độc bất xâm. Khi luyện xong thần công huyết ảnh, mỗi năm phải uống máu một đồng nam. Sau 10 năm sẽ thành kim cương bất hoại. Vô Hối nhăn mặt thở dài, định xé nát quyển bí kíp tà đạo. Độc mỹ nhân kinh ngạc giật lấy: Sao công tử lại định hủy đi? Chàng chán nản đáp: Đây là công phu bảo môn tà đạo, để lại chỉ di hại cho đời. Không tin, nàng cứ đọc thử xem. Như Sương đọc đến phần ghi chú, mặt đỏ bừng. Nàng ngượng ngùng bảo: Công tử không luyện ma công thì thôi, nhưng tám chiêu trả pháp này rất ảo diệu, sao chàng không học lấy? Vô Hối công nhận nàng có lý, bèn xem lại khẩu quyết, phát hiện pho trường trảo cực kỳ lợi hại. Chàng học thuộc lòng chỉ trong hơn một khắc. Viên Phượng Hoàng Huyết Đan vẫn còn trong tay Như Sương. Nàng cố nén thẹn thùng bảo Vô Hối: Theo thiếp nghĩ, Phượng Hoàng tiên tử dắp tâm trả thù nên mới tiết lộ Phượng Hoàng thần cung cho Võ Lâm biết. Nếu có người vào được luyện thành ma công huyết ảnh, thì giang hồ sẽ xuất hiện đại ác ma hãm hại nhân sinh. Nay công tử không chịu luyện tà công, hủy đi bí phổ, lúc trở ra sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của mọi người, vì đâu ai tin rằng chúng ta nói thực. Lúc ấy phòng bà báo táp nổi lên, máu xương chồng chất. Vô Hối giật mình hỏi lại: Vậy là theo ý nàng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ đem bí kíp xuống núi, hủy trước mặt mọi người để tránh đổ máu vô ích. Độc mỹ nhân trao linh đan cho chàng, run rẩy nói: Tiện thiếp dù hình hài phóng dật, mang tiếng tàn ác, nhưng vẫn còn là xử nữ. Thiếp biết mình lớn tuổi, không xứng với công tử, nhưng lòng đã lỡ yêu thương, nên xin được hiến dâng để chàng có thêm 10 năm công lực. Vô Hối nhìn dòng lệ đang ứa ra từ đôi mắt đẹp, cảm động cúi xuống, hôn lên đôi môi mọng đỏ. Độc mỹ nhân nhận lấy một cách vụng về, y hệt như Uyển Cơ ngày trước. Vô Hối biết mình là nam nhân đầu tiên trong đời nàng. Chàng rất bất ngờ. Thành kiến đã hoàn toàn tan đi. Vô Hối quyết lấy nàng làm vợ để đền đáp mối chân tình. Dưới bàn tay thành thục của chàng, bộ vấp phục màu hồng rơi xuống nền thạch thất. Thân hình độc mỹ nhân nảy nở và khêu gợi hơn cả Uyển Cơ. Nàng dùng mình nhận lấy những cảm giác dễ chịu khi tay chàng lướt trên da thịt. Như Sương không quên đút viên Phượng Hoàng Huyết Đan vào miệng chàng. Nền đá phủ đầy những bụi bặm dơ bẩn
Vô Hối bồng như xương về phía trước ngai Phượng Hoàng rộng rãi. Chàng phất nhẹ tài hữu, thổi sạch bụi trên ngai rồi ngồi xuống. Chàng đặt nữ nhân lên bụng, nhẹ nhàng khai mở động đáo. Độc Mỹ Nhân úp mặt trên vai chàng, chìm vào cơn sóng tình nhấp nhô. Hết hiệp, chàng vận khí hành công. Sao hơn khắc, đã nghe cơ thể sung mãn, chân khí dồi dào. Vô Hối mặc y phục xong, nhìn quyển bí kíp lăn lóc trên mặt đất, suy nghĩ rất lâu. Chàng cảm thấy đây là dịp rất tốt để vạch bộ mặt và tiêu diệt Du Thanh Vân. Độc Mỹ Nhân nhìn chàng say đắm, nhớ lại cuộc ái ân đồng thắm, hai má đỏ hồng. Nàng thấp thỏm không hiểu Vô Hối sẽ đối xử với mình như thế nào. Chàng tính toán kế sách xong, ngẩng đầu lên, mắt gặp đôi mắt đợi chờ. Vô Hối bước đến ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói. Nguyệt Lão đã xe duyên cho đôi ta, nàng còn lo lắng gì nữa? Như Dương vui mừng khôn xiết, thỏ thẻ. Công tử không chê thì thiếp nguyện được suốt đời nâng khăn sửa túi. Chàng nghiêm giọng bảo. Kẻ đại kiều của ta chính là Du Thanh Vân. Lát nữa ra ngoài, ta sẽ khiêu khích lão. Với công lực hiện nay, ta tin rằng nếu không giết được họ Du, cũng bức bách lão phải dùng đến pho lôi phong đao pháp của Đao Vương. Nàng hãy tùy cơ mà giúp đỡ ta. Độc Mỹ Nhân tròn mắt. Té ra, chàng là hậu nhân của Trường Giao Nhất Đao Công Tôn Hữu Lượng. Đúng vậy. 19 năm trước, họ Du đã hãm hại tiên phụ. Còn bây giờ, lão lại là hội chủ Bạch Mi Hội. Trên đường xuống núi, chàng kể sơ bộ nội tình cho Như Sương nghe. Nàng phấn chấn nói, tướng công yên tâm, thiệp sẽ giúp chàng báo phục. Họ lên núi đã được 2 canh giờ. Quần hào sốt ruột đợi chờ. Du Thanh Vân và Độc Thư Sinh đã trở ra từ đầu giờ ngọ. Y phục hai người rách tả tơi vì vướng phải cơ quan. Tìm mãi không thấy đường vào, họ đành bỏ cuộc. Độc Thư Sinh cao giọng, Độc Mỹ Nhân là cháu ruột tòa thần, tinh thông cơ quan ám khí, chắc nàng đã vào được Phượng Hoàng Cung. Mọi người công nhận rằng lão có lý, cô nán lại xem sao. Uyển Cơ Hoa Dung ủ rột, lo lắng cho phù tướng. Vô Hối cùng Độc Mỹ Nhân lướt nhanh xuống núi. Hai người xuất hiện trước hàng ngàn cặp mắt dò xét. Chàng bước đến trước mặt trưởng môn các phái Bạch Đạo, vận công tuyên bố. Kính cáo đồng đạo, tại hạ đã vào được thần cung, tìm thấy bí kíp. Nhưng đây chỉ là âm mưu thâm độc của Phượng Hoàng Tiên Tử, muốn gây cảnh lưu huyết cho võ lâm. Bí kíp này dạy môn tà công Kim Cương Huyết Ảnh. Nếu để lại, chỉ di hại cho giang hồ. Tại hạ xin trao cho Liễu Không Đại Sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm xem xét, rồi hủy đi. Du Thanh Vân là minh chủ võ lâm mà chàng không lý đến. Lão bẽ mặt, giận dữ bảo. Lão phu là minh chủ võ lâm, sao lại không được quyền kiểm tra bí kíp? Chàng cười nhạt bảo. Rất tiếc là tại hạ chỉ tin tưởng vào đạo hạnh của đại sư. Còn đối với các hạ, lát nữa, tại hạ sẽ giải thích sau. Hồ Lô Cái đỡ lời. Dù là ai cũng không sao, công tử mau đưa bí kíp ra xem. Vô Hối lấy trong áo ra trao tận tay cho Liễu Không. Thần Tăng xem đến trang cuối cùng, cau mày lại, nói với Quần Hào. Công tử đây nói chẳng sai. Môn tà công này muốn luyện thành phải hút máu đồng nam đồng nữ. Lão nạp xin được hủy đi. Lão xé trang ghi chú trao cho các trưởng môn khác xem, rồi dùng tam muội chân hỏa đốt cháy quyển bí kíp. Mấy người kia xem xong nhìn Vô Hối và Độc Mỹ Nhân mỉm cười. Vô Trần Sư Thái đỏ mặt, hủy luôn tờ giấy. Chàng thấy họ không hỏi han gì về viên Phụng Hoàng Huyết Đan, lòng thầm kính phục. Sư Thái hủy xong mình giấy, giật mình nhớ lại là chưa đưa cho minh chủ xem. Bà áy náy nói, bẩn đi nhất thời nóng giận nên thất lễ với minh chủ. Vô Hối lạnh lùng bảo, họ Du tài đức kém cỏi, là minh chủ võ lâm đầu xứng. Nếu không, tại hạ đã đưa cho lão ta còi rồi. Chàng vận công mà nói nên mọi người đều nghe. Họ kinh ngạc khi thấy chàng dám mặt sát Du Minh Chủ. Du Thanh Vân tái mặt quát. Người chỉ là tên oắt con vô danh tiểu tốt, sao dám xúc phạm đến lão phu? Chàng thản nhiên đáp. Lão là Minh Chủ mà để Bạch Mi Hội khuynh đảo giang hồ không biết nhục hay sao? Nếu là người có liêm sỉ thì đã từ chức lâu rồi. Họ Du cứng họng không biết nói sao. Trưởng môn các phái định can thiệp,
thì bị hồ lô cái cản lại. Vô hối bồi thêm một chàng nữa. Đó là về đức, còn tài thì chẳng đáng một xu. Chỉ trong vòng 300 chiêu, ta sẽ đuổi lão chạy cong đuôi. Quần hào đang thất vọng vì vụ Phượng Hoàng Cung, nay thấy sắp có trận đấu kinh hồn, khoái chí chờ xem. Một số hảo hán hắc đạo vốn không ưa gì họ Du, lớn tiếng đốc thúc. Minh chủ còn chờ gì nữa mà không xuất thủ? Du Thanh Vân giận căm gan, quyết không tha cho Vô Hối, lão giả đỏ nhân nghĩa. Đồng đạo võ lâm đã thấy rằng tiểu tử này sỉ nhục lão phu, nếu có chết cũng không phải do lão phu tàn ác. Lão rút thanh trường kiếm bước ra. Vô Hối thấy lưỡi kiếm hơi dày, chỉ có một mặt bén, biết rằng lão đã luyện thành Lôi Phong đao pháp, nhưng muốn giấu nên dùng kiếm thay đao. Chàng không hề khách khí, rút loan đao ập đến. Công lực chàng đã tăng thêm 10 năm tu vi, nên đao pháp thanh quang la võng càng lợi hại hơn trước. Đao quang xanh biếc đan lưới vây lấy đối phương. Họ Du cả kinh, cố dùng pho kiếm pháp thành danh của mình phản kích. Vô Hối hoàn toàn chiếm thượng phong, chàng vừa đánh vừa nói lớn. Chư vị đồng đạo chú ý, 19 năm trước lão cầu tặc này đã lấy được đao phổ đao vương và dùng độc kế hãm hại trưởng giang nhất đao. Tại hạ sẽ bức bách lão phải để lộ ra đao pháp này. Quân hùng sửng sốt, chăm chú theo dõi họ Du. Vô Hối dồn thêm 3 thành lực đạo, xuất chiêu Nguyệt Hạ Vân Tâm. Đao ảnh trùng trùng, uy hiếp tâm thất họ Du. Lão tặc kinh hoàng trước chiêu đao kỳ ảo, vội đem một chiêu trong phò Lôi Phong đao pháp ra cứu lấy mình. Do trọng lượng và hình dáng khác nhau, nên phép đánh đao khác hẳn kiếm thuật. Quân hào nhận ra ngay, ồ lên nghi hoặc. Vô Hối biến thế, xuất chiêu Vân Tán Nguyệt Minh. Đao kình như cơn bão đổ xuống đầu đối thủ. Họ Du không còn cách nào khác, phải dùng đao pháp đỡ đòn. Sau trăm chiêu, Du Thanh Vân đã bị thương ở chân và lưng. Thương thế dù nhẹ, nhưng máu tuôn không ít. Quần hào đã hoàn toàn tin rằng Du Minh Chủ lấy được pho đao phổ, họ sầm xì bàn tán. Lão tặc biết mình sắp thân bại danh liệt nên rất bối rối. Nhưng nếu không phản công thì cũng chết dưới tay của Vô Hối. Lão gầm lên như hổ giống, phóng kiếm vào ngực địch thủ, rồi thò tay, giật thắt lưng mình. Trong tay lão là thanh Bàn Long đao lừng danh của Đao Vương. Thường ngày, lão vẫn quấn quanh bụng, bên trong dây lưng. Có bảo đao trong tay, lão hứng chí tấn công tới thấp. Trưởng môn các phái thở dài, biết rằng năm xưa mình đã sai lầm. Với Bàn Long đao, phò Lôi Phong đao pháp trở nên cực kỳ lợi hại, phát huy hết uy lực vốn có. Vô Hối cười nhạt, trổ hết tài nghệ ra chiến đấu. Hai luồng đao quang một vàng một trắng quyện lấy nhau và chạm vang rền. Họ Dù luyện đao pháp này đã 18 năm nên rất tinh thông. Bản năng đao lại là báu vật hiếm có. Lưỡi đao mềm mại uyển chuyển, chỉ dung nhẹ đã chia thành 4-5 đao ảnh. Nhờ vậy, phò Lôi Phong đao pháp mới độc bá võ lâm mấy chục năm liền. Vô Hối ngày càng rơi vào thế hạ phong. Thanh loan đao của chàng sử đã sứt mẻ mấy chỗ. Từ lúc họ Dư rút Bản Long đao ra, quần hào đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Họ căm ghét lão nên lo lắng cho Vô Hối. Thanh Vân bật cười ghê rợn, tung mình lên vận toàn lực bổ lưỡi đao xuống đầu đối phương. Bản Long đao xé gió, rung động liên tục ngân lên cao vút. Đao kình nặng như núi đổ. Với chiêu này, lão tin rằng Vô Hối dù không táng mạng cũng gãy đao. Quả nhiên, hai thanh đao chạm nhau vang rền, thanh loan đao bị chặt đứt làm đôi. Lúc tối hậu, Vô Hối xoay đao, để bề sống dày cộm của loan đao tiếp xúc với Bản Long đao, khiến nó hơi chứng lại trước khi chặt đứt loan đao. Chỉ trong sát na ấy, tà thủ Vô Hối xạ một đạo vô hình chỉ vào bụng họ Du. Đúng lúc lão vô tình đập trúng hòn sỏi trên mặt đất, thân kinh lảo đảo một chút, do đó chỉ kinh lệch mục tiêu nên đánh gãy hai dải xương sườn non, xuyên qua sau lưng, nhưng không vào phủ tạ. Lão rú lên vì đau đớn, ôm vết thương loạng choạng. Vô Hối lạnh lùng búng thêm một chỉ nữa vào tâm thất cửu nhân. Dù Thanh Vân xoay người tránh kịp, nhưng tài hữu chống chỉ. Dù không gãy xương, nhưng cũng đủ làm tay lão tê dại, buông rơi Bản Long đao. Vô Hối mặt đầy sát khí quát. Ta sẽ lấy máu ngươi, tế vong hồn tiên phụ trưởng giang nhất đao. Chàng vung song trường lên định nghiền nát kẻ đại cừu. Bỗng độc mỹ nhân kinh hoàng thét lên. Hối ca, coi chừng trên đầu. Từ trên không trung, một con chim phụng to lớn lao xuống. Nữ nhân ngồi trên lưng nó bổ trưởng vào đầu Vô Hối. Chàng vội biến thế, đưa song trường đánh ngược lên trên. Luồng trường phong hùng hậu đẩy bật cả chim lẫn người ra xa. Nhưng một con thứ hai đã lao xuống
quắp lấy thân hình đầy máu của họ Du bay đi. Hồ Lô Cái cùng các trưởng môn nhất tề phóng trường về phía hai con chim phượng, nhưng chỉ làm rất vài cọng lông và còn giúp nó bay nhanh hơn. Lát sau đã mất dạng sau ngọn núi Thiên Môn. Vô Hối dậm chân tiếc rẻ, ngẩn người nhìn theo. Độc Mỹ Nhân chạy đến nhặt thanh bản long đao trao cho chàng. Quân Hào sực tỉnh, hoan hô vang dội. Uyển Cơ nãy giờ đứng cạnh kiếm si, nghe Như Sương gọi Vô Hối bằng Hối ca, lòng đau như cắt, biết mình đã có tình địch. Liễu Không đại sư hắng giọng, mọi người lập tức im lặng. Thần Tăng trầm giọng bảo: A Di Đà Phật, năm xưa Lệnh Tôn trưởng giang nhất đạo biện bạch rằng ông được họ Du trao cho họa đồ để đi tứ xuyên tìm nơi tọa hóa của Đao Vương. Nhưng vì ông không có đao phổ trong tay nên bọn lão nạp đâu chịu tin. Này Du Thành Vân âm thầm rèn luyện đao phổ và có cả bản long đao, đủ chứng tỏ lão đã mưu hại nhất đạo. Lão nạp vô cùng hổ thẹn vì đã nhúng tay vào một việc sát hại Lệnh Tôn, nguyện cúi đầu chịu tội, tùy công tử phán xử. Năm người kia cũng bước đến đứng cạnh đại sư, nét mặt đầy vẻ ăn năn hối tiếc. Ánh mắt căm thù của Vô Hối sáng rực, lướt qua gương mặt của sáu kẻ hồ đồ. Hồ Lô Cái cất tiếng: Công tôn lão đệ, ta xin lấy danh dự của mình bảo đảm rằng 18 năm trước, sáu người này chỉ gây thương tích cho Lệnh Tôn. Còn thực ra, nhất đạo đã thảm tử dưới nhất đầm thứ hai của họ Du. Trước đó, lão tặc đã lén phóng độc châm, nên Lệnh Tôn mới mất sức kháng cự. Ngày ấy lão phù đến trễ, khi xem xét thi thể nhất đao, phát hiện một mũi châm sành biếc cắm ở sau tai. Vô Hối chấn động, nhớ đến lần sư phụ bị ám toán, biết rằng băng chủ cái băng nói thực, chàng buồn bã nói: Chư vị nhất thời hồ đồ rơi vào gian kế của họ Du mà quần công tiên phụ. Này cố băng chủ đã nói vậy, thì tại hạ bỏ qua không truy cứu nữa. Chỉ mong người nào giết được Thanh Vân, lập đàn giải oan, chư vị đến thắp nén nhang tạ lỗi là được rồi. Hồ Lô Cái mừng rỡ, giơ ngón tay cái khen ngợi: Ẩn oán phần mình, lượng như biển lớn, lão hoa tử ta xin bái phục. Sáu vị trưởng môn nghiêng mình vái tạ, lòng cực kỳ hổ thẹn. Vô Hối cao giọng: Tại hạ nhân dịp này cũng xin cáo tố để võ lâm được rõ, Du Thanh Vân chính là hội chủ Bạch Mi hội. Mọi người ổ lên kinh ngạc, bán tín bán nghi. Chàng nói tiếp: Dù lão tặc trời sinh ra đã có cặp chân mày bạc trắng, chỉ cần lấy giấm rửa là hiện ra ngay. Tiện thê là Đông Môn Uyển Cơ, vốn là người của Bạch Mi hội nên hiểu rất rõ nội tình. Mười mấy cao thủ hắc đạo năm xưa bị họ Du đả bại đều đã trở thành hộ pháp của Bạch Mi hội. Qua sự kiện vừa rồi, lòng người chán ghét Du Thanh Vân trở nên rất tin tưởng vào lời của Vô Hối, mỗi người một câu chửi rủa họ Du. Thái Cực Kiếm Cảm Tất Thắng, trưởng môn phái Võ Đang, lẩm bẩm: Lạ thật, sao hai con chim phượng hoàng và nữ nhân kia lại cứu họ Du nhỉ? Phù Vân Kiếm Khách trầm ngâm: 40 năm trước, mấy trăm cung nữ phượng hoàng cùng biến mất không dấu vết. Có lẽ họ ẩn thân nơi nào đó gần đây, chờ ngày phục hận cho thiên tử. Vô Hối nghiêm giọng: Giả sư có nói rằng Du Thanh Vân là thuộc hạ của Thủy Hỏa Song Ma, xem ra Phượng Hoàng Cung đã cấu kết với Song Ma nên mới cứu họ Du. Liễu Không đại sư dò hỏi: Nếu lão nạp không lầm thì Công Tôn Thí Chủ là truyền nhân của Tam Tuyệt Thiên Tôn. Chàng đã để lộ vô hình chỉ nên không thể giấu giếm nữa, gật đầu xác nhận và bảo: Giờ đây mọi việc đã rõ ràng, tại hạ xin cáo từ. Liễu Không áy náy nói: Dù Thí Chủ không truy cứu, nhưng lão nạp vô cùng hổ thẹn, xin hết lòng hỗ trợ Thí Chủ trong việc truy tìm Dư Thanh Vân và tiêu diệt Bạch Mi hội. Các trưởng môn kia cũng đồng thanh xin đặt môn phái của mình dưới sự điều động của Vô Hối. Chàng gật đầu cảm tạ rồi đi thẳng. Độc Mỹ Nhân bén lén đi theo sau. Uyển Cơ lúc nãy nghe chàng giới thiệu mình là Tê Tiếp, lòng cũng được an ủi rất nhiều. Cả bọn kéo nhau về đại thuyền, ra lệnh dương buồm xuôi đông về lại Hồ Bắc. Vợ của lão chủ thuyền là một phụ nữ đảm đang, bà mau chóng dọn cơm rượu lên cho khách. Vô Hối nắm tay hai nàng, chàng nhìn vào đôi mắt buồn của Uyển Cơ, nghiêm nghị bảo: Lãnh cô nương đã hai lần cứu mạng ta trên đường vào thần cung,
là cùng ta kết nghĩa phù thề. Cơ muội phải dẹp mối ghen hờn của nhi nữ, coi như xương như chị em ruột thịt. Uyển Cơ gượng cười đáp: Lãnh tỷ tỷ là người ơn, tiện thiếp rất vui mừng được chung thuyền. Như xương ôm lấy Uyển Cơ thì thầm: Công tử vì mang ơn cứu tử nên nhận ta làm thê thiếp, chứ trong lòng vẫn yêu thương cơ muội hơn. Uyển Cơ sung sướng thẹn thùng: Xương tỷ quá lời. Lần này Tuyền theo dòng Hán thủy về thẳng thủy trại Trường Giang. 2000 thủ hạ treo đèn kết hoa gióng trống đón mừng tân trại chủ. Trong bữa đại yến, Vô Hối tuyên bố đổi tên thủy trại thành Đa Môn. Lá cờ vàng thêu ngân đào phấp phới trên nóc đại môn. Con cháu bảy dòng họ đại thần mừng đến xa lệ khi thấy bổn môn chính thức dương danh. Kiếm sĩ được vinh dự nhận chức đại hộ pháp Đao Môn. Bọn Long Tu Đao trở thành đường chủ của bảy đường theo thứ tự từ nhất đến thất. Nhỏ đào Bách Lý Bằng tinh thông dịch số, chọn ngày đầu tháng 4 làm ngày khai môn. Khách mời chỉ có mình băng chủ cái bàng. Nhưng hôm ấy lại đông đủ trưởng môn giáo phái Bạch Đạo và long đầu các môn hội lớn. Thanh danh Vô Hối giờ đây lấy lừng thiên hạ như mặt trời chính ngọ, nên số khách không mời mà tới rất đông. Nửa tháng sau, trinh sát cái bang báo về rằng toàn bộ các cơ sở kinh doanh của Bạch Mi Hội đều đã đổi chủ. Chúng tắt vào bí mật nhưng vẫn tiếp tục hành vi giết người cướp của, chuyển địa bàn về Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây. Vô Hối liền cải trang, âm thầm xuất trại, lên đường tìm kiếm Du Thanh Vân. Tam Thủ Miêu và Lãnh Tâm Đào cũng dịch dung thành hai vệ sĩ đi theo hầu. Trong lốt một chàng công tử dung mạo kiêu ngạo, mắt sắc như dao, môi điểm nụ cười khinh mạn. Chẳng ai có thể nhận ra Vô Hối. Ba người cưỡi ngựa lướt về hướng Bắc. Mục tiêu của họ là ngọn núi Lang Sơn, cách Yên Kinh 300 dặm về phía Tây Bắc. Đây là nơi Tùy Hỏa Song Ma tu luyện. Họ là kình địch của Tam Tuyệt Thiên Tôn, đã từng bị Hách Âu Kỳ đả thương. Chính vì vậy, họ ra lệnh cho Du Thanh Vân dùng độc âm ám toán Thiên Tôn. Thanh bản long đao cuốn quanh bụng, nằm sau giải thắt lưng to bản. Nhưng chàng rất ít khi dùng đến. Vì với phò Thiên La Trưởng và huyết ảnh đại bát trảo thức, Vô Hối đủ sức tung hoành bốn cõi. Trên đường đi, Tam Thủ Miêu Côn Linh cầm trúc phù mà Hồ Lô Cái đã tặng Vô Hối để hỏi thăm đệ tử cái bang ở từng địa phương về tung tích của Bạch Mi Hội. 14 ngày sau, bọn Vô Hối vượt Hoàng Hà vào thành Hàm Đan. Trời đã gần ngọ nên ba người ghé tiểu lâu dùng bữa. Nắng hạ oi nồng, tiết trời nóng bức. Họ kéo nhau lên lầu để đón ngọn gió nam. Dường như có khá hơn. Vô Hối ăn xong, uống vài chung rượu phần. Đăm chiêu nhìn dòng nước Hoàng Hà vàng đục đang hùng dũng tuôn về đông. Bỗng tiếng tỳ bà réo rắt. Một thiếu nữ tuổi đôi mươi, áo vải thô xanh xấu xí, tóc xõa ngang lưng ôm đàn bước lên. Theo sau nàng là một nữ nhân trạc tứ tuần lam lũ. Đôi mắt bà nhắm kín, tay bám vai thiếu nữ. Dung mạo bà ta có nhiều nét giống Tiểu Lan, khiến Vô Hối nhớ mẫu thân vô vàn. Quãng đời cơ cực của Tần Nương hiện ra trong ký ức, chàng cố ngăn dòng lệ thương tâm, uống cạn chung rượu trong tay. Vì mải suy nghĩ về tử mẫu, nên chàng không chú ý đến nữ lang ôm đàn. Dù không xoắn phấn, nhưng nàng đẹp một cách kỳ lạ, ánh mắt ai oán sầu muộn, càng làm lời ca thêm thê thiết. Nàng đi qua 5-6 nơi, rồi mới đến bản Vô Hối. Trong chiếc tô bằng sắt móp méo trên tay phụ nhân, chỉ có vài phân bạc nhỏ. Thiếu nữ đứng cạnh bàn chàng, gầy đàn hát rằng: Muôn dặm sông giao nước ngược chiều, nguyện làm chim cát lượn vòng theo. Chàng bên cương biếc lồng mây khói, thiếp bóng lầu son, lối cỏ rêu. Vô Hối nhận ra, đây là một đoạn trong bài thơ Đảo Ý Thiên của Lý Bạch. Bốn câu thơ này như chạm vào nỗi đau thầm kín trong lòng phụ nhân. Giọt trâu lại trào ra khóe mắt bà. Thiếu nữ nhìn chàng công tử có nét mặt ngạo mạn lạnh lùng này với vẻ thất vọng. Nàng không tin rằng sẽ nhận được của bố thí. Vô Hối thở dài nói với Côn Linh: Người hãy tặng cho nàng 1000 lượng bạc. Cả phụ nhân lẫn cô gái đều nghe rõ nhưng không tin vào tai mình. Đến khi Côn Linh đặt tấm ngân phiếu vào chiếc chén sắt, họ mới biết đó là sự thực. Nữ lang nhìn chàng với ánh mắt kỳ lạ. Nàng nói với nữ nhân mù: Đại nương, đúng là chàng công tử này đã cho chúng ta 1000 lượng bạc. Phải làm sao bây giờ? Nữ nhân mù hỏi lại:
tướng mạo người ấy thế nào? Cô gái trả lời, có lẽ chàng ta hóa trang nên không biết được mặt thật, nhưng cốt cách thuộc hàng thượng phẩm, ánh mắt tuy lạnh lẽo nhưng không giấu được lòng nhân hậu. Vô Hối biến sắc, không ngờ nữ lang lại khám phá ra thủ thuật của Bạch Tú Hồng. Chàng cố trấn tĩnh chờ xem sự việc. Nữ nhân mù mỉm cười, thế thì Uy Nhi hãy tặng bảo vật cho chàng. Uy Nhi rút trong túi vải đeo bên hông ra một thẻ bài bằng đồng đen nhánh, lớn bằng bàn tay, đặt lên bàn, thẹn thùng nói nhỏ chỉ đủ mình chàng nghe. Nếu công tử muốn tạo phúc cho thiên hạ, thì hãy cầm tấm đồng bài này đến núi Xích Thành đúng ngày rằm tháng 6. Tiếp sẽ đợi chàng ngay chân núi. Dứt lời, nàng cùng nữ nhân mù lướt qua khung cửa sổ cạnh bàn như hai cánh bướm. Chỉ lát sau, đã mất dạng trong khu rừng cạnh bờ sông.